Dạ, chào anh ạ. Anh ơi, anh có thể nói đôi qua cái cảm nhận của anh khi uống bia tại nhà hàng này không? Dạ, đây là lần đầu tiên em đến Hà Nội và em uống bia thấy rất là ngon ạ. Thấy giống, thấy rất là, thấy đã, thấy sướng lắm. Dạ. Dạ, rất là thoải mái. Đây là lần đầu tiên em đến quán này mà thấy mới vào là thấy cảm giác là vui vẻ, là tinh thần thoải mái thôi. Tại vì không, rất là thoáng đãng. Còn chất lượng bia thì anh cảm thấy thế nào? Dạ, rất là tuyệt vời ạ. Dạ. Dạ. Dạ, cảm giác như là mình, người ta rất là lịch sự, mình cảm giác mình được tôn trọng, rất là vui, rất là một cái lạ lần nữa. Dạ. Dạ, em tên là Nhật và em đến từ Nha Trang ạ, mới đến hôm nay ạ. Dạ. Dạ, em chào anh ạ. Dạ, cảm ơn anh. Đây là lần thứ hai em ăn ở quán này, thì lần đầu tiên ấy em ăn để ngồi trong kia thì em khá là thích cái không gian và cái đồ ăn uống ở đây, đặc biệt là bia ở đây ngon. Để lần đầu tiên em cam kết rồi ấy, thì là hôm nay dẫn anh em xuống đây để ăn. Dạ, nói chung ok, nói chung khá hài lòng về mọi thứ ở đây. Tốt. À, em tên là Tuấn, thì em ở ngay dưới Hà Đông đấy, ở Mố Lao. Chào anh ạ. À, anh ơi, vậy anh có thể cho đôi chút cái cảm nhận của anh về cái cảm giác khi uống bia tại nhà hàng trong một quán được không? Thực ra thì mình ngồi ở nhà hàng này thì cũng rất là nhiều lần rồi. Không gian quán thì rất là đẹp, đồ ăn thì rất là ngon. Nói mà cũng về giao thông thì khá là thuận tiện, mà cũng không có gì đáng để chê trách cả. Nhưng mà lúc nãy có vẻ như có bạn recommend cái cốc bia này có vẻ chưa xứng tầm với cái đẳng cấp của nhà hàng cho lắm. Thì đâu đó thì hy vọng là chủ quán sẽ có thể thay đổi và mang lại cái chất lượng dịch vụ tốt hơn. Nếu mà riêng về chất lượng bia không ấy, thì mình nghĩ là chất lượng ở đây khá là ok, hơn đánh giá cao hơn những cái bia đóng chai bây giờ, và nó phù hợp với cái thời tiết nóng được như bây giờ. Vậy thì cái phong cách phục vụ của các bạn nhân viên này anh thấy thế nào? Trừ việc là nếu mà ở trong nhà thì nó hơi ồn ra, khiến gọi nhân viên hơi khó ra, thì mình thấy là ở ngoài rất là ok, nhân viên rất là thân thiện. Anh có thể cho biết họ tên là Mình tên là Tiến. Mình thì ở đây rất là xa, mình ở dưới ngã tư Sở cơ. Hôm nay phi gần 10 cây lên đây. Anh chào em có thể cho biết cái cảm nhận của em khi uống bia tại nhà hàng được không? Đến đây thì đây là lần đầu tiên em đến đây, và em thấy không gian thì rất là đẹp, rất là thoáng. Vậy thì em uống bia thì em cảm thấy chất lượng bia của nhà hàng anh thế nào? Em cảm thấy chất lượng bia thì không biết là có phải là em phụ nữ không, nhưng mà em thấy nó hơi đắng một tí. Vậy thì em thấy các bạn ở đây thế nào, chất lượng của rất là lịch sự và văn minh. Em nghĩ rằng em có sẽ quay lại tiếp ở đây tiếp nữa không? Em nghĩ là có, nếu mà có bạn bè thì chắc là em sẽ quay lại đây thêm lần nữa. Vậy thì em phải cho biết tên và nơi em đang ở không ạ? Em ở chỗ Kim Giang, gần khu Linh Đàm. Các tên là gì nhỉ? Em tên là Vân. Gì ạ? Em tên là Vân ạ. Vân nhé.